Có bao giờ các bạn đi đến nhà kho của nhà mình và phát hiện ra những thứ kỳ lạ chưa? Quỷ đen của bố, một chiếc xe đạp cũ kỹ từ thời ông bà hay một xác chết chẳng hạn. Tại tầng hầm của một căn nhà ở vùng Long Island, có một chiếc thùng phi nặng hàng trăm kg. Căn nhà này đã được đổi chủ nhiều lần, tuy nhiên chiếc thùng phi vẫn nằm ở đó. Hơn 30 năm chưa được mở ra. Cho đến khi nó được bật nắp thì một tội ác kinh hoàng đã được hé lộ. Chào mừng các bạn quay trở lại với hồ sơ trọng án và hôm nay là một chiếc thùng phi chết chóc. Jericho, một khu vực thuộc hạt Nassau, Long Island, phía đông nam tiểu bang New York. Khác với sự sầm uất xô bồ tại trung tâm thành phố NY, Jericho được biết đến là một nơi thanh bình, nằm ở vùng ngoại ô, nơi đây cư dân khá thưa thớt. Vì sao mình lại đề cập đến dân số của vùng đất này? Sherlock Holmes đã nói trong vụ án biệt thự cây dẻ đỏ, ở những vùng nông thôn thường ẩn chứa những tội ác man rợ và chúng rất khó bị phát hiện. Vụ án lần này cũng vậy, phải mất 30 năm, một bức màn về tội ác ở Jericho mới được hé lộ. Trở về năm 1999, John Cohen khi đó sống tại Jericho hơn 9 năm. Ngày mùng 2 tháng 9, ông và gia đình quyết định dọn sang nơi khác sống. Chính vì vậy, Cohen đã dành ra một ngày để dọn nhà và thanh lý những đồ dùng không cần thiết. Ông đã thuê vài nhân viên vận chuyển đến. Vốn đã quen với công việc này, họ nhanh chóng dọn mọi đồ đạc cùng phế liệu trong nhà ra. Nhưng ngay sau đó, khó khăn đã xuất hiện. Một nhân viên phát hiện ở tầng hầm có một cái thùng phi lớn. Cái thùng bên ngoài đã rỉ sét toàn bộ, chữ trên đó cũng chẳng còn rõ nữa, nó đã ở đó rất nhiều năm. Người nhân viên muốn đem cái thùng ra nhưng nó rất nặng, thậm chí dùng hết sức cũng không thể làm nó xê dịch một tí nào. Anh đã nhờ hai người đồng nghiệp còn lại đến giúp. Ba người đã mất rất nhiều thời gian mới có thể đem cái thùng từ tầng hầm ra đến bãi sân trống trước nhà. Sau đó, họ nói với chủ nhà Cohen, cái thùng này nặng quá, chúng tôi không thể đem lên xe tải được, chúng tôi chỉ có thể đem nó ra đây thôi, còn lại ông tự xử lý nhé. Khi nghe các nhân viên nói vậy, Cohen nhớ lại, 9 năm trước, lúc vừa dọn đến đây, chiếc thùng phi ấy đã có mặt ở tầng hầm rồi. Ông cũng muốn xử lý cái thùng, nhưng nó quá nặng. Hơn nữa, trên thùng có ký hiệu hóa chất, vì vậy ông ngại đụng đến nó. Giờ đây, cái thùng ấy đã rời khỏi nơi nó ẩn náu suốt 10 năm qua, rời khỏi căn hầm tăm tối để bước ra ánh sáng. Thời gian qua, bên trong chiếc thùng phi đó ẩn chứa điều gì? Cohen càng nghĩ càng tò mò và ông quyết định mở nó ra. Ông lấy một cây xà beng và cậy nắp thùng lên, một mùi hôi thối xộc lên mũi. Nhưng trí tò mò đã chiến thắng cái mùi ghê tởm đó. Cohen đã cậy hoàn toàn cái nắp ra. Bên trong là một mớ hỗn độn với màu đen chủ đạo. Tập trung nhìn kỹ hơn, có một bàn tay người đã bị phân hủy. Khỏi nói cũng biết, John Cohen đã khiếp đảm đến nhường nào. Ông chạy vào nhà và báo ngay cho cảnh sát. Cảnh sát hạt Nassau sau khi nhận được tin báo đã ngay lập tức đến nhà của Cohen. Người dân xung quanh cũng tò mò và tập trung khá đông ở đó. Cảnh sát phải lập hàng rào, ngăn cách sự hiếu kỳ của người dân nơi đây. Sự yên bình của Jericho đã bị phá vỡ bởi cái thùng phi ấy. Để không làm cho vật chứng bị ảnh hưởng, cảnh sát quyết định đem cả thùng phi về đồn kiểm tra. Thể tích 208 lít, nặng 160 kg. Các nhân viên kỹ thuật đã phải vật lộn với cái thùng 3 tiếng đồng hồ mới có thể lôi hết những thứ bên trong. Bên trong đó là thi thể của một người phụ nữ, trong tư thế ngồi bắt chéo chân, đầu có nhiều vết thương và quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt là chiếc áo khoác giả da báo từ những năm 60, có vẻ như nạn nhân đã ngồi trong chiếc thùng phi ấy từng ấy năm. Qua khám nghiệm thi thể, người ta phát hiện ra một điều kinh ngạc khác. Người phụ nữ chết là người gốc Latin, nhỏ con và qua đời khi đang mang thai 9 tháng. Họ tìm các hộ gia đình có người thân mất tích ở New York, một cô gái gốc Mỹ Latin cỡ 1m50. Tất nhiên, chỉ bấy nhiêu đó là quá khó, bởi có rất nhiều người mất tích đều có đầy đủ hai yếu tố trên. Cảnh sát phải tìm hướng khác. Họ đặt cược vào những vật chứng bên trong thùng. Ngoài ra, bên trong chiếc thùng còn có những hạt nhựa nhỏ cùng lượng lớn dung dịch màu xanh lá. Bên cạnh đó, trong thùng còn một chiếc túi xách. Bên trong túi có một hộp phấn trang điểm, một chiếc kẹp mi, một cây lược, một cuốn sổ tay, một cặp nhẫn, một chiếc có khắc dòng chữ MHR và một chiếc vòng cổ kim loại. Trên mặt có khắc To Practice Love Uncle Phil. Đáng tiếc, cuốn sổ đã bị ngâm trong thùng hơn 30 năm, muốn khôi phục lại rất khó. Nếu đọc được những gì trong đó viết, rất có thể cảnh sát sẽ tìm ra danh tính của nạn nhân. Vậy còn bên ngoài chiếc thùng thì sao?
Trên đó có in một ký hiệu và tên của một nhà xưởng sản xuất hóa chất ở New Jersey. Cảnh sát đã tìm đến nhà xưởng này do theo số hiệu. Họ xác định được chiếc thùng được sản xuất từ năm 1965. Đây là loại thùng dùng để đựng chất nhuộm màu. Người trong xưởng nói rằng sau năm 1971, họ không còn sản xuất loại chất này nữa. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng thẩm tra chủ nhà Ron Cohen. Cohen nói hết những gì mình biết, nhận thấy người chủ nhà này thành thật. Cảnh sát tạm gạt bỏ ông ra diện tình nghi. Ngoài ra, họ điều tra được căn nhà đã qua 4 đời chủ. Thông qua Cohen, cảnh sát tìm được đời chủ thứ 3. Từ đời chủ thứ 3, họ tìm được đời thứ 2. Và từ đời thứ 2, họ tìm ra được ông chủ đầu tiên của căn nhà, Howard Perton Elkins. Người này lúc đó đã nghỉ hưu và sống tại Florida. Qua thẩm vấn những người hàng xóm xung quanh, cảnh sát biết được Elkins từng là ông chủ của một công ty sản xuất đồ nhựa tại Manhattan. Nghe đến nhựa, hẳn các bạn đã liên tưởng đến những hạt nhựa bên trong chiếc thùng phi kia. Một sự trùng hợp chăng? Dựa theo manh mối này, cảnh sát điều tra ra Howard Elkins từng là cổ đông của Melrose Plastics ở Manhattan. Công ty này chuyên sản xuất hoa và cỏ nhựa. Và công ty này chuyên mua thuốc nhuộm được đựng trong thùng phi sản xuất ở nhà xưởng New Jersey mà mình đề cập ở trên. Nhưng với nhiều đầy dữ kiện, cảnh sát chỉ có thể đưa Elkins vào diện tình nghi chứ không thể khẳng định ông ta là thủ phạm. Việc tìm thấy thi thể trong thùng phi đã được lan truyền rộng rãi. Không lâu sau, cảnh sát nhận được một cuộc gọi nặc danh. Ngoài cung cấp những điều mà cảnh sát đã biết ra, người này còn cung cấp thêm một thông tin rất đắt giá rằng Howard Perton Elkins đã từng ngoại tình với một cô gái trong xưởng. Không thể chờ lâu hơn, cảnh sát đã di chuyển gần 2.000 km để đến Florida. Lúc này, Elkins đã là một ông già 70 tuổi. Khi thấy cảnh sát gõ cửa, ông tỏ ra khó chịu nhưng vẫn cho vào nhà. Các điều tra viên đã đưa Elkins xem tấm ảnh thùng phi và hỏi: công ty cũ của ông từng dùng qua loại thùng phi này đúng không? Elkins lắc đầu phủ nhận điều đó. Cảnh sát tiếp tục hỏi: vậy công ty ông có dùng thuốc nhuộm màu xanh không? Một lần nữa, Elkins đáp: công ty ông không cần dùng đến loại thuốc nhuộm này. Tất nhiên, chúng ta đều đã biết cảnh sát đã điều tra rất kỹ Elkins đang nói dối. Càng phủ nhận, ông ta càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Đây chính là người mà họ đang tìm. Cảnh sát hỏi thêm một câu chí mạng: ông đã từng ngoại tình đúng không? Trái ngược với suy nghĩ của chúng ta, Elkins lại thừa nhận chuyện này. Ông nói rằng câu chuyện đó đã xảy ra hơn 30 năm trước rồi. Ông chẳng còn nhớ gương mặt người tình đó nữa. Sau đó, các điều tra viên đề nghị được lấy mẫu DNA để xác nhận xem đứa trẻ bên trong bụng của nạn nhân có phải là con của hắn hay không. Tới đây, Elkins không giữ được bình tĩnh. Ông ta đứng phắt dậy, nói rằng yêu cầu quá vô lý và đã đuổi tất cả ra khỏi nhà. Phía cảnh sát không thể làm gì khác. Trong khi đó, tại Long Island, các kỹ thuật viên với nỗ lực của mình đã khôi phục lại được một phần của quyển sổ tay. Họ phát hiện ở một trang viết rõ dòng chữ Mr. Elkins. Phía sau còn có địa chỉ và số điện thoại ở Manhattan. Một trang quyển sổ có cái tên Kathy Andrade. Ở dưới còn ghi số điện thoại. Dựa theo đó, cảnh sát đã liên hệ với người có tên Kathy này. Họ kể lại toàn bộ những gì điều tra được với Kathy. Sau khi nghe xong, bà liền nói ra tên của người phụ nữ xấu số kia, Raina Angelica Marroquin. Nhắc đến cái tên này, Kathy không kìm được cảm xúc. Bà kể trong làn nước mắt, Kathy từng là giáo viên tiếng Anh tại một trường ngoại ngữ và Raina là cô học trò của bà. Tuổi hai người xem nhau, vì vậy Kathy và Raina nhanh chóng trở thành bạn thân. Năm 1966, Raina khi ấy 25 tuổi, một mình từ El Salvador đến New York. Cô sống trong một căn hộ giá rẻ ở Hoboken và tìm được công việc ở một xưởng sản xuất nhựa tại Manhattan. Raina là một cô gái rất tốt. Mọi hành động và quyết định của cô đều hướng về gia đình ở quê nhà. Bên cạnh đó, cô rất thích New York và mong rằng sẽ trở thành công dân Mỹ trong tương lai không xa. Kathy kể rằng trước khi mất tích, Raina từng nói mình đã mang thai, nhưng không tiết lộ ai là cha của đứa bé. Chỉ nói rằng người này đã có vợ và ba con. Kathy đã hỏi Raina: người này sẽ lấy cậu chứ? Raina khẳng định chắc nịch: có, anh ấy sẽ cưới tớ. Thế nhưng, thời gian sau đó, Raina đã gọi cho Kathy mếu máo nói rằng người đàn ông đó sẽ không bỏ vợ để cưới cô. Raina nói thêm đã gọi đến nhà ông ta và gặp người vợ. Raina đã thú nhận hết toàn bộ sự việc cho bà vợ nghe, nói rằng đã mang thai với người đàn ông đó.
Ngay sau đó, người chồng đã gọi lại với thái độ và giọng nói giận dữ. Hắn dọa sẽ giết Rainer. Rainer đã rất sợ hãi nên gọi cho Kathy. Tớ đã phạm sai lầm lớn, một sai lầm rất to lớn. Lo lắng cho bạn của mình, Kathy quyết định sẽ chuyển sang chung cư của Rainer ở vài ngày. Đến nơi, cửa không khóa, nhưng Rainer không có ở đó. Kathy không khỏi sốt ruột và hoang mang. Bà đã chờ ở đó suốt 3 tiếng nhưng không thấy bạn mình về. Kathy đã báo cho cảnh sát ở gần đó. Thế nhưng, phía cảnh sát cho rằng Rainer chỉ đi mua đồ thôi. Thái độ của họ lúc đó có vẻ như không muốn giúp Kathy cho lắm. Có lẽ bà đã ước rằng mình kể cho cảnh sát chuyện Rainer bị uy hiếp. Nhưng thời điểm đó, bà không biết người đàn ông kia là ai và cũng sợ ảnh hưởng đến Rainer. Thế là ngày qua ngày, năm qua năm, Rainer biến mất không tung tích. Mãi cho đến 30 năm sau, Rainer mới được tìm thấy. Cô ở trong một cái thùng phi và chỉ còn lại cái xác đã mục rữa. Với lời kể từ Kathy, cộng với dòng chữ ở trang cuối cuốn sổ, đừng nổi điên nếu tôi nói ra sự thật. Các điều tra viên đã đặt ra giả thuyết Elkins khi đó đã ngoại tình với Rainer. Vì bị Rainer ép cưới vì có thai, Elkins đã lên kế hoạch giết cô. Vào một buổi tối, Elkins đã dụ Rainer đến xưởng rồi đánh lén cô ở sau gáy. Sau đó, Elkins đã chở thi thể của Rainer về nhà mình ở Nassau. Hắn bỏ Rainer vào chiếc thùng phi chứa thuốc nhuộm. Dự định ban đầu của hắn là sẽ đem bỏ xuống biển để đảm bảo nó sẽ chìm sâu. Elkins đã đổ nhiều thứ vào trong đó, chủ yếu là những hạt nhựa do công ty của hắn sản xuất. Thế nhưng, điều này đã khiến cho cái thùng quá nặng. Hắn không thể một mình đưa cái thùng lên xe. Hết cách, Elkins đành để cái thùng lại dưới tầng hầm và cứ thế, nó đã ở đó hơn 30 năm và 4 đời chủ, cho đến khi Ron Cohen mở nó ra. Điều bây giờ cần là phải thu nhập đầy đủ bằng chứng để tố cáo Howard Elkins. Cảnh sát đã làm hồ sơ xin được lệnh của tòa để lấy mẫu DNA của hắn. Nhưng chưa kịp có giấy phép, các điều tra viên đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát địa phương. Elkins đã chết trong một gara. Hắn ngồi ở băng ghế đằng sau, trong tay nắm một khẩu súng lục. Cảnh sát kết luận Elkins đã tự sát. Họ đã lấy máu của hắn để khám nghiệm. Kết quả đứa bé trong bụng Rena chính là con của Elkins. Mọi việc đã được sáng tỏ. Thông tin này nhanh chóng được các tờ báo lớn lan truyền. Phóng viên Oscar Coro của tờ Diary News đến từ El Salvador để tìm gặp gia đình của Reina. Do hỏi khắp nơi, ông đã tìm được mẹ của Reina. Khi ấy bà đã 95 tuổi. Nghe tin con gái của mình bị sát hại dã man, bà vô cùng đau khổ. Thi thể của Reina cuối cùng đã được chuyển về quê nhà. Mẹ của cô vì quá đau buồn mà đã qua đời ít lâu sau đó. Bà được chôn ngay cạnh con gái như một sự an ủi cuối cùng để hai mẹ con được đoàn tụ ở thế giới bên kia. Hồ sơ hôm nay xin được khép lại tại đây. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này? Liệu cái chết có phải là bản án thích đáng cho một kẻ sát nhân? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu thích video này, hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những vụ án tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!